Còn mình xin anh Trần xin kính chào các chú và anh chị ha, để nói tiếp một video tiếp theo ha. Đấy, con quay ngắn ngắn à, cô chú anh chị mong cô chú anh chị thông cảm ha. Sườn núi trái của chú anh chị quá đẹp. Cái là cái Sigo nha cô chú anh chị. Có trái luôn. Cái này cái lịch sam. Cái này cái mai chữ thủy lá chung nha. Này mai chữ thủy lá lớn nha. Có kem mệt quế lá nhỏ quá đẹp của chú anh chị ơi. Rồi đi còn quá đẹp. Quá nhiều tác phẩm đẹp của chú anh chị đây. Này nó hơi tối ha. Mày chữ thủy. Mày chữ thủy này tán cái thẹo bắt chi lại mà quá rụng rịch luôn. Này làm lâu lắm nghe của chú anh chị. Lâu lắm. Nấu trái nghe ngoài nước tổng thể cùng với chú anh chị ha. Quế của chúng chị rồi. Mày chưa thấy gian làng quá đẹp. Cái này chắc cái châm hương cô chú anh chị ơi. Ôi ôi đi cái vàng lá quý vị luôn. Mày chưa thủy. Nụ tự nhiên rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Cây này đặt dễ vàng nha cô chú anh chị. Xuân đang đặt dễ vàng.
làm được những tác phẩm gì là công phu lắm ngay cô chú anh chị. Đặt giấy đồng nha cô chú anh chị. Cái linh sang. Tiếp theo con quay một cây nữa, và một cây nữa là có một cây là nó đặt giải rất là đặc biệt nha cô chú chị. Đang khuyến khích đây, quá ăn tượng cô chú anh chị ơi. U vú mà bệ đế thôi thôi, quá xứng đáng. Thôi cú video của con xin kính chào cô chú và anh chị ha. Có gì cô chú anh chị đón thêm những video mới của con nữa ha. Con xin chia sẻ những cây đẹp trong bên xe đẹp trong hội thi này ha. Hội thi triển lãm hội sinh phát cảnh đồng bằng sông Cửu Long mở rộng thành phố xe đẹp năm 2022. Kết thúc nha.